Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Team Audio. Trước mặt mọi người đây chính là sản phẩm Loi Vệt 8. Và hôm nay, video clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mọi người có thể sử dụng tính năng chống hú của Vệt 8. Có thể chỉnh trực tiếp trên loa hoặc là trên app tùy theo cái sở thích của mọi người. Ok, thì bây giờ mà mọi người cùng theo dõi với mình nha. Ok mọi người, thì bây giờ thì mọi người thấy nè, mình đang ở giao diện tổng của Loi Vệt 8. Không có một cái line nào sáng đèn, tức là nó ở chế độ tổng rồi ha. Mình đang cắm một cái ngõ micro vô nè. Đó, cắm đèn cổng ngõ micro vô. Thì đối với con này á, bây giờ mình muốn can thiệp vô trên trực tiếp trên loa nè. Mình chỉ cần bấm vô cái line master tổng nè, bấm vô một cái. Rồi, mọi người sẽ nhớ với mình nha. Khi mà mọi người hát karaoke á, thì mọi người chọn với mình ở cái chế độ là line nha. Chế độ music nó là chế độ nghe nhạc. Đó, mọi người bấm vô chế độ music thì nó sẽ có những cái giải tần nó rất là dễ gây xáo trộn, nó ảnh hưởng đến cái việc hát karaoke của mình. Đó, rất là dễ hú. Rồi bây giờ mình mọi người xuống giúp mình cái phần ở phía dưới này nè, nó sẽ có một cái phần đây là AFX, thì này là anti feedback ha. Bây giờ mình sẽ mở lên nè, đó, về là xong. Đó, thường thì nói chung thì thường thì mấy cái chế độ này thì Thiên Vũ sẽ chỉnh sẵn cho mọi người. Tuy nhiên thì đối với một số khách hàng mua, mình mua trực tiếp mình mua về mình xài luôn, mình không có biết vấn đề này thì mình sẽ chỉ mọi người luôn ha. Rồi, chỉ vậy thôi. Đó, thì chỉ luôn mọi người nè, mấy cái chế độ có thể mình có thể lưu à. Lưu ở chế độ option của mình ở đây, mình muốn lưu lại cái chế độ chống hú mình lưu trong này. Đó, rồi mình muốn mở cái chế độ mà mình đã lưu mình vô này. Rất là đơn giản đối với cái con này ha. Rồi, bây giờ thì mình muốn chỉnh trên app, rất là dễ luôn. Dạ, giờ app nè, bây giờ mở điện thoại nè, thì mọi người tải thằng Wismart về nè. Đó, tải cái phần mềm này về đúng không? Rồi, bây giờ mọi người muốn kết nối vô nè. Đó, kết nối vô thì mọi người muốn kết nối với con loa này thì mọi người kết nối Bluetooth trước. Mình đã kết nối Bluetooth với con này rồi. Đó, chọn nè, chọn vô là connect nè. Là vô app. Đó, mọi người vô app thì mọi người thấy nè, mình đang chỉnh nè. Chế độ mode là live nè, không? Đó. Rồi bây giờ mọi người bật trên app nè, edit vô phần edit mixer. Rồi mọi người thấy nè, bấm vô cái phần này, rồi mọi người thấy đây, FX là on đúng không? À, FX off nè, mở on lên nè, là vậy là xong rồi. Chỉnh trên app nó dễ hơn nè, trên app mình có thể nhìn thấy trực tiếp cái hệ giao diện của nó luôn. Đó, rồi ngoài ra mọi người có thể chỉnh rất là nhiều thứ ở trên này. Đó, chỉnh từng line luôn nè, chỉnh vô số line số 1 thì mọi người có thể chỉnh được phần treble, mid, bass của cái line này. Đó, chế độ docking nè, rồi tăng giảm reverb trên này. Rất là đơn giản, có nguồn phantom luôn nha, con này có nguồn phantom, đặc biệt con này có nguồn phantom nha mọi người. Đó, rồi ở phần mid á, thì mọi người giúp mình á, chỉnh ở phần clap nha. Nếu mà mọi người thích void filter thì mọi người có để void filter, nhưng mà thực tế mấy cái này nó sẽ gây ra cái sự xáo trộn âm thanh. Đó, tùy theo nhu cầu mình thích cái nào, nhưng mà mình thích cái độ mộc thì mình để flat rồi mình chỉnh theo ý thích của mình, nó sẽ dễ hơn cho mọi người nha. Còn con AV8 này nó còn một cái tính năng rất là hay, ăn tiền ở cái điểm này nè mọi người. Đó, thì AV8 có thể can thiệp sâu vào một cái dãy tầng. Đó, có những dãy tầng như đây nè. Đó, mọi người vào basic EQ của nó nè, đây vô chế độ nha. Rồi mọi người chọn mod basic EQ hoặc là GEQ. Đó, mọi người chọn vào basic EQ nè. Đó, mọi người thấy nè, nó có một cái dãy tầng như là có vang số vậy đó mọi người. Đó, mọi người thấy những video trước của anh Huy chỉ về chỉnh vang số thì con này nó có y chang vậy luôn, không khác gì hết. Rồi nhờ những cái cần này thì mình sẽ can thiệp sâu chi tiết hơn, mình chỉnh chi tiết hơn ở những cái dãy nào mà nó bị hú mình sẽ cắt xuống. Đó, thì cái phần này khó quá thì mọi người cứ thường mọi người mua tại Thiên Vũ thì Thiên Vũ đã cân chỉnh sẵn cho mọi người rồi, mọi người không cần phải lo, mua tại Thiên Vũ setup sẵn chỉnh sẵn hết trơn rồi. Đó, chỉ việc về và xài thôi. Đó, đây là chúng ta sẽ tận dụng những cái cần này để chúng ta chỉnh nè. Đó, cắt gọt cho nó sâu hơn, gọt rồi. Đó, ok mọi người, tính năng này mình thấy đánh giá rất là cao nha. Nếu mà muốn biết thêm chi tiết hoặc là mọi người muốn trải nghiệm thì cứ đến Thiên Vũ mọi người sẽ thấy. Rồi ok mọi người, video clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Đó, nếu mà mọi người cảm thấy video hay hãy bấm like, share, subscribe cho kênh của mình nha. Mình là Sang, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.